Phi đang và quý vị chúng ta đang chỉnh cái hình lý để vô vô bàn ngồi để chạy tiền còn chống gì nữa đầu năm mới đó là một cái truyền thống bố bố coi coi cái bàn là chống chống chi tiết vô giùm con với và vừa rồi chúng ta đã đến với phần chống hội đầu tiên và chúng ta sẽ tiếp tục để chờ đợi những bàn xuất hiện tiếp theo của những chú lân của những chú rồng. Xin chào mọi người, đây là hôm nay là diễn ra chương trình tất niên của công ty DV Nature. Ghi hình lại những khoảnh khắc đẹp trong đó ngày nay chúng ta không nên quên cổ vũ và ủng hộ cho đoàn lân của chúng tôi nhé. Và bây giờ thì những chú lân cũng như là phần đại đô điện sẽ đi và di chuyển đến tận khu vực vàng để chúc tết cũng như là chúc những lời may mắn nhất đến từng khu vực vàng. Một người một tờ nha.
đang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới. Một tràng vỗ tay lòng đồng nhiệt nào quý vị ơi. Yeah.
một tràng vỗ tay thật lớn cho đội lân đến từ đoàn Long Đường. Yes, một tràng vỗ tay thật lớn quý vị. Và trước khi chúng ta tiếp đến những chương trình tiếp theo thì ngay bây giờ chúng ta sẽ chừa ra khoảng 5 phút để cho tất cả thành viên chúng ta có thể di chuyển lên phía trên để cùng nhau ghi hình và chụp lại những khoảnh khắc cùng với đội Long Sư Đồng trong buổi tối ngày hôm nay với nhiều sự may mắn cho một cái năm mới. Và đặc biệt là những gia đình có các bé nhỏ thì chúng ta hãy đưa các bé lên để chúng ta đứng cạnh những chú Long, Long cũng như là thần tài đối địa ở phía trên sân khấu để chúng ta cầu cho một năm mới gặp nhiều may mắn. Lên đi con, lên đi con. Và chúng ta chỉ có 5 phút thôi nhé, nhanh chân lên nào. Quý vị cứ mạnh dạn lên sân khấu, còn việc còn lại thì media thì chúng tôi đã lo rồi. Media sẽ chuẩn bị để ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong buổi tối ngày hôm nay và chào quý vị. Xin mời quý vị lên sân khấu nha. Thank you.